Các em, trong video tiếp theo cô giáo sẽ hướng dẫn các em nội dung của bài ôn tập trong nội dung của bài số 9 Preserving the Environment. Và đây cũng sẽ là bài cuối cùng trong cái hệ thống chúng ta ôn tập. Và theo nhận xét, theo cái phản hồi của một số bạn học sinh các em đã xem video thì hôm nay trong buổi video trong cái video này thì cô đã điều chỉnh cái âm thanh nó lớn hơn một chút để các bạn có thể theo dõi được cái phần hướng dẫn giải của cô một cách chi tiết và cụ thể hơn. Tiếp tục giống như là format của các video trước, cô sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách chúng ta sẽ chữa bài phần pronunciation and vocabulary and grammar. Vậy chúng ta sẽ có hai nội dung. Phần thứ nhất thì các bạn sẽ làm gì ạ? Đặt cái dấu phẩy ở cái vào cái âm tiết mà được đánh trọng âm trong các từ chúng ta có. Cô sẽ sử dụng tính năng là pencil và chúng ta sẽ có các từ như sau. Thì với cái quy tắc trọng âm thì các bạn chú ý chúng ta sẽ đọc một từ đấy làm sao to hơn, dài hơn, mạnh hơn, đúng không nào? Miệng của chúng ta mở rộng hơn so với các âm khác. Ví dụ cô giáo có từ awareness thì các em nhìn cái khẩu hình của cô giáo đúng không? Nó là âm wa to hơn rất nhiều so với âm ở awareness. So we have the word awareness. Oh sorry. We have the word awareness. So it is the wa here. Okay? And number two, we have poverty. Poverty. All right? Depletion. Chúng ta có depletion thì trọng âm đứng trước nó, như vậy suy ra chúng ta có từ ple. All right? Tương tự như thế chúng ta có từ solution. Right, protection, erosion, and energy. We have the word energy. Thì trọng âm sẽ rơi vào n. Duration thì trọng âm sẽ vào âm trước nó. Như vậy là consumption, right? Consumption and emission. Đây quên là sự thải ra. Tương tự như thế đó là duration. Natural trọng âm rơi vào na. All right. Conservation trọng âm rơi vào âm thứ ba, nó là v. And depression. All right. And diversion, right? And in danger, we have the word in danger. And the word ecology, thì các em nhớ đuôi ology thì trọng âm cũng đứng trước nó. Như vậy ecology, right? Sẽ rơi vào co. Như vậy khi mà với cái bài tập mà tìm từ có trọng âm khác chẳng hạn trong đề thi thì các bạn chú ý là chúng ta sẽ làm gì nhỉ? Và sẽ đọc to các cái âm đấy để các em phân biệt được. Và đương nhiên là trong quá trình học thì chúng ta cũng thường xuyên chúng ta làm thì chắc chắn là cái phần làm bài của các em sẽ hiệu quả hơn, đúng không? Alright, so we have the word newsletter. Newsletter or newsletter. Alright, we have the word newsletter. Từ này có trong bài số 9, đúng không ạ? Bạn Nam, bạn ấy viết bài báo cho báo của trường, đúng không ạ? And editor, alright, practical and pollution. Như vậy chúng ta có từ duration thì trọng âm đứng trước nó, suy ra câu số 1 chúng ta sẽ chọn đáp án là D. Vì trọng âm rơi vào âm thứ hai của đáp án, còn lại trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên. Câu số 2 chúng ta có từ như sau, chúng ta có từ topic, okay, topic, engine, preserve là động từ, đúng không? Trọng âm sẽ rơi vào âm trước, âm thứ hai. And impact thì chính xác hơn. Vì đây chúng ta có từ loại của từ này là danh từ. Suy ra trong câu số 2 chúng ta sẽ chọn đáp án ở đây đó là C. Vì trọng âm rơi vào âm thứ hai, còn đáp án còn lại sẽ rơi vào âm thứ nhất. Tiếp theo chúng ta có từ solution. Trọng âm rơi vào lu, vì solution trọng âm đứng trước nó. Suitable, okay, negative and interest. Như vậy chúng ta có đáp án sẽ là A, vì trọng âm rơi vào âm thứ hai, còn đáp án còn lại trọng âm rơi vào đầu tiên. Câu số 4 chúng ta có như sau. Increase, động từ có hai âm tiết thì trọng âm sẽ rơi vào âm thứ hai. Fossil, từ này là nhiên liệu hóa, fossil fuel là nhiên liệu hóa thạch, đúng không? Occur, trọng âm sẽ rơi vào occur. And renew, trọng âm sẽ rơi vào new. Suy ra đáp án của câu số 4 chúng ta chọn đáp án là B, vì trọng âm rơi vào âm tiết trọng âm rơi vào âm tiết số thứ nhất, còn đáp án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Câu số 5 chúng ta có đáp án như sau. Bình thường từ này ta sẽ đọc là face, đúng không ạ? Nhưng khi mà nó là động từ và thêm tiền tố so ở đằng trước, chúng ta sẽ đọc là surface. Okay. Surface thì âm ơ ở đây nó âm ơ dài các em nhé. Surface, damage, okay, correct and urban. Right, so we have the answer is C, because the stress is on the second, and the rest A, B, and D, the stress is on the first one. Number six,
Chúng ta có từ tiếp theo trong cái từ phía trên chúng ta đã có đúng không? Depletion, trong âm rơi vào flee, alright. Atmosphere, trong môn vật lý chúng ta có từ có một cái lượng gọi là ATM, ATM đây đúng không? Ok, cô là vừa đi lên trường về và vừa đi lên trường coi thi về như nào, cô là ngồi đây và cô giáo cũng không muốn có tiếng quạt nó vào trong cái video cô record này, nên hơi tắt một hôm chút, các bạn có thể nhìn thấy đúng không? We have the underground, okay, and the word energy, so the stretch is on. Number 6 is A. Số 6 chúng ta sẽ chọn đáp án là A bởi vì trọng âm rơi âm tiết đầu tiên, còn đáp án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Tiếp theo chúng ta có từ như sau: injury, okay, effective, and article. And influence, chứ không phải influence, influence, alright. Như vậy suy ra câu số 7 chúng ta sẽ chọn đáp án là B vì trọng âm của từ rơi vào âm thứ trọng âm rơi vào âm thứ 2, còn đáp án còn lại trọng âm rơi vào âm đầu tiên. Tiếp theo câu số 8 chúng ta có từ focus, trọng âm rơi vào fo, level, polar ice melting là hiện tượng băng tan ở các cực đúng không ạ? And we have the word confused, đây là còn phân vân lưỡng lự, đây động từ thì sẽ âm thứ hai và chúng ta có đáp án câu này sẽ là D. Alright, như vậy chúng ta có câu số 8 đáp án sẽ là D. Câu số 9, chemical, scientist, protection, chúng ta rơi vào tap, right, which Russian trọng âm đứng trước nó, and natural. Alright, như vậy chúng ta có đáp án là C vì trọng âm rơi âm thứ hai, còn đáp án còn lại trọng âm rơi đầu tiên. Và cái cách để chúng ta làm được bài này thì các bạn sẽ lập thận thường xuyên đúng không? Các em nghe thường xuyên và chúng ta có, sẽ có một số cái quy tắc với Russian trọng âm trước nó, đối x, vân vân và vân vân đối ot. Thì các bạn trong những cái nội dung của các bài giảng ở trên lớp thì quả cũng đã lồng ghép một số cái phần này. Thì các em chú ý là chúng ta sẽ đọc thường xuyên nhé. Chúng ta có từ tiếp theo là advice, okay, advice, result, select, and global, đúng chưa nào? Như vậy đáp án A, B, C trọng âm rơi vào âm thứ hai, còn đáp án D chúng ta có trọng âm rơi vào âm thứ nhất. Như vậy chúng ta sẽ chọn đáp án là D vì trọng âm rơi vào âm đầu tiên, còn đáp án còn lại của chúng ta là trọng âm rơi vào âm thứ hai. Tiếp theo với các tác từ mà chúng ta có về liên quan đến chủ đề. Với các từ chúng ta có liên quan đến chủ đề chúng ta đang nói tới, đó là chủ đề về preserving the environment, là chúng ta đang nói về việc bảo vệ môi trường, thì chúng ta sẽ có các cái phần liên quan đến nội dung của các bài như sau. Chúng ta có từ đầu tiên, các bạn thấy chúng ta có đây, có kéo xuống này, harmful rains, cái mưa có hại đúng không ạ, hoặc là snow là tuyết rơi, or other precipitation là những cái chất kết tủa mà nó bẩn và bị ô nhiễm đúng không, nó rất là nguy hiểm cho trái đất bởi vì với những cái chất độc đấy trong nó có tác động đến cái việc bị ô nhiễm môi trường. Thì ở đây chúng ta đang sử dụng tính năng này nhé. Ở đây chúng ta đang nói đến việc là đó chính là mưa acid. Các bạn có nhìn thấy từ đó không ạ? Chúng ta có từ acid rain. Ok. Tiếp theo, a substance contained in a spray can. Chúng ta có cái chất mà làm sao? Những cái một cái hợp chất, một cái chất đúng không ạ? Mà chứa trong một cái bình mà có thể phun được thì chúng ta có từ aerosol. All right. Chúng ta có từ the whole mass of air that surrounds the earth. Toàn bộ cái gì ạ? Cái bầu khí quyển mà vây quanh trái đất của chúng ta. Và chúng ta có từ đó là từ gì ạ? Chúng ta có từ acid emission, dam, biosphere. Chúng ta có từ biosphere. Chúng ta có từ where's the word? Tôi đang tìm cái từ đó, nó nằm ở chỗ này. Ở đây các cái từ cô giáo chỉ ra đây nó chưa phải nghĩa của từ mà chúng ta đang có, đúng nhỉ? Dam, dam, emission, climate, carbon footprint, acid rain. Chúng ta có từ atmosphere, nhưng ở đây đang bị thiếu cái từ này các em nhé. Chúng ta đang bị thiếu cái từ này phía trên, atmosphere, not biosphere, ok? Đây thì em, từ đó thì đã xuất hiện ở trên phía trên chúng ta có. Trong câu 6, đáp án B đúng không? Alright, câu số 4 chúng ta có là gì ạ? Prohibit an action or forbid a use of something, especially or official decrees.
đó là gì ạ? Cái việc chúng ta ngăn cấm, và chúng ngăn cấm và chúng ta cấm một cái việc gì đấy xảy ra. Right, chúng ta có từ, chúng ta có câu số 4, chúng ta có từ, đó là từ ban, cũng đồng nghĩa với nó, có nghĩa là ngăn cấm. Capable of being slowed, destroyed and broken down into very small parts, có nghĩa là có khả năng làm sao phân hủy rất là chậm và phân tách thành các cái phần rất là nhỏ. Chúng ta có từ bacteria, bacteria nói là con vi khuẩn, đúng không? Vi khuẩn. Và đây nó chính là từ quá trình bio, quá trình phân hủy, đúng không? Gradable, biogradable, right? Gọi là biodegradable. This one. Diversity among and within plants and animal species in an environment. Với nó sự đa dạng của các loài, của các loài động vật và thực vật trong một cái môi trường nào đấy, thì chúng ta có từ, ở đây chúng ta sử dụng đó là từ biodiversity, đó là sự đa dạng sinh học, đúng không ạ? Biodiversity, biodiversity, yeah, that's one. Câu số 7, chúng ta the part of Earth's crust, water, atmosphere that supports life. Chúng ta có nền lõi của trái đất này, nước này, không khí mà làm sao hỗ trợ cho được sự sống, và nó chính là từ biosphere, biosphere, right? Biosphere. Câu số 8, một cái khí ga không màu, đúng không? Mà produce, mà được tạo ra khi mà con người và động vật thở ra, đúng không? Hoặc là khi một cái fuel, đây là một cái dầu xăng, đúng không? Mà đốt cháy, và nó được sử dụng để là cái nguồn năng lượng cho các loài, năng lượng cho các loài cây. Và đây chính là nói về khi chúng ta thở ra thì hít vào là hít vào khí oxy, đúng không, và thở ra là khí carbonic, đúng không ạ? Và đây chúng ta có cái từ, đó là chúng ta từ gì các em nhỉ? We have the word, what to say, carbon dioxide, okay, carbon dioxide. Alright, the sum of all emission of greenhouse gases like CO, CO2, which induced by your activities given in a time. Tức là đây là tổng cái lượng thải ra của cái khí nhà kính, đúng không ạ? Mà nó tạo, nó gây ra cái ảnh hưởng đến môi trường của chúng ta, và chúng ta chính sử dụng cụm từ đấy gì ạ? Carbon footprint, đúng không ạ? Là tổng cái lượng carbon thải ra nó là gì? Carbon footprint. Alright. Câu số 10 chúng ta nói gì? Nói về cái sự thay đổi về thời tiết, sự tăng lên về nhiệt độ trái đất này, sự thay đổi về sự thay đổi về cái rainfall là lượng mưa của chúng ta có là như thế nào, đúng không ạ? Nó chính là chúng ta đang nói về trái đất thì ngày càng nóng lên, đúng không? Climate change. A mixture of various decay of organic substance as dead leaf or manures used for fertilizing soil. Ở đây là những cái động, cái xác, cái chất hợp chất của các cái hợp thực vật mà đã làm sao, của các cái sinh vật mà đã phân hủy khác nhau, đúng không ạ? Thì trong câu số 11 chúng ta dùng từ compost. Compost. This one. Câu số 12, careful use of natural gas such as tree oils to prevent them from being lost or wasted. Thì trong câu này chúng ta sẽ dùng là từ conservation, có nghĩa là chúng ta bảo tồn, chúng ta sử dụng, mà là chúng ta làm sao? Conservation. Alright. Conservation, là this one. Là sự bảo tồn, đúng không? Chúng ta sử dụng cái gì đó một cách cẩn thận, đúng không? Và ngăn cản cho cái điều đấy bằng sao khỏi việc làm sao bị mất đi hoặc là bị lãng phí. Tiếp theo chúng ta có từ destruction of forest, phá hủy rừng. Đây chúng ta sử dụng từ, chúng ta có từ ở đây đó là phá hủy rừng để làm đất nông nghiệp, đúng không? Và được coi là nguyên nhân của cái sự gia tăng hiệu ứng nhà kính. Và trong câu số 13 là chúng ta sử dụng từ deforestation. Từ này có nghĩa là deforestation, và từ này có nghĩa là gì các bạn còn nhớ không nhỉ? Forest là rừng, đúng không? Forest là rừng và deforestation là sự phá rừng, là cái hành động của chúng ta làm sao giảm cái số lượng cây trong rừng đi, đúng không? Tiếp theo câu số 14 chúng ta có là gì ạ? The transformation of arable or habitable land to desert.
tức là chuyển cái việc chuyển là gì, cái vùng đất có thể canh tác được, có thể sinh sống được thành sa mạc đúng không ạ, bằng cách là thay đổi môi trường này, hoặc là cái vùng đất đấy là phá hủy, sử dụng cái vùng đất đấy một cách phá hủy. Và đây nó chính là việc chúng ta làm sao sa mạc hóa một cái khu vực nào đấy. Và trong từ chúng ta có ở đây thì các bạn thấy có từ deforestation ở đây đúng không, và là ta có từ desertification. Ok, desertification của ta sẽ viết từ đấy, nó nằm ở chỗ này, các bạn sẽ dễ nhìn hơn đúng không ạ. Desertification, 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 T letter I here. Ok, desertification, is anything much there? Desertification, okay. So when I'm a long period of abnormal low rainfall, especially one that affect growing or living condition. Tức là một cái khoảng thời gian làm sao abnormal, là bất bình thường của cái việc làm sao cái lượng mưa rất là ít đúng không? Đặc biệt là ảnh hưởng đến cái điều kiện sinh trưởng và phát triển đúng không ạ? Và đây chúng ta đang nói đến lượng mưa rất là ít thì chúng ta đang nói đến cái gì ạ? Đó là hạn hán đúng không ạ? Và chúng ta có từ drought. Câu 16, location là nơi, một cái nơi nào đấy đúng không? Mà rác thải này, cái đồ bỏ đi này thì được mang đến đúng không ạ? Mà không có cái sự kiểm soát về môi trường nào đấy. Và trong này chúng ta sẽ có từ ở đây, đó là, các bạn nhìn thấy đó là từ dump đúng không ạ? Dump có nghĩa là, nơi chuyên chở để đựng rác đúng không ạ? Câu số 17 chúng ta là a shaking a pot of a part of earth's surface that often causes great damage. Còn là sách, còn là rung lắc, sự rung lắc của bộ một cái nơi nào đấy, cái bề mặt nào đấy của trái đất và nào có thể gây ra những cái ảnh hưởng rất là lớn. Và đây chúng ta đang nói đến từ earthquake. À, các bạn có thể nhìn thấy, nếu các bạn theo dõi thời sự thì các bạn thấy như Việt Nam của chúng ta trong năm 2022 thì cũng có một số nơi là cũng có cái tức là có nghe hình như là khoảng hơn 5 độ Richter. Ở một số nơi hoặc là xung quanh của Việt Nam như là nào, đúng không nào? Câu 18, chúng ta có the branch of biology dealing with the relations and interaction between organism and environment. Đây là nhánh của một cái môn của ngành sinh học mà quan tâm đến việc gì ạ? Là mối quan hệ, đúng không? Và tương tác giữa các cái sinh vật và cái môi trường xung quanh. Và đây chúng ta có nó từ ecology, có nghĩa là sinh thái, đúng không? Ecology, right? Câu 19, sự ô nhiễm mà bao gồm là ô nhiễm tiếng ồn này, ô nhiễm sức nóng này, radiation là bức xạ nó thải ra vào môi trường, và facilities là các bởi các cái trang thiết bị mà liên quan đến người dân sinh sống này, liên quan đến việc buôn bán này, và industrial là liên quan đến các cái ngành công nghiệp, thuộc về công nghiệp. Và đây chúng ta đang nói đến từ là cái việc chúng ta thải ra cái gì đó, emission, right? Số 20, animals and plants in danger of becoming extinct. Các loại động vật và thực vật mà đang có nguy cơ là bị tuyệt chủng. Và chúng ta có cụm từ đó là endangered species. Like this one. Câu số 20, surrounding an external condition that affects the growth of development of living things. Đó là những cái môi trường xung quanh đúng không? Mà những cái điều kiện bên ngoài mà ảnh hưởng đến sự phát triển của các cái sinh vật sống. Và ở đây chúng ta đang nói đến từ đó là từ environment. Environment là môi trường sống, đúng không ạ? Câu từ này qua sẽ chắc là hai bên đều không thể hết được, chúng ta sẽ biết như này, các bạn đều hiểu nhá. Từ số 22, một cái người chuyên gia về các vấn đề về môi trường, một người mà làm việc để bảo vệ cái thế giới tự nhiên khỏi cái việc ô nhiễm cũng như là những cái mối đe dọa. Và chúng ta có từ này đó là gì ạ? Là các nhà bảo vệ môi trường đúng không? Environmentalist. Ok, environmentalist là các nhà bảo vệ môi trường. Tiếp theo chúng ta có câu 23 là process by which the surface of the earth is worn away by the action of water, glaciers, winds and waves and etc. Cái quá trình mà làm sao bề mặt của trái đất chúng ta bị thoát đi đúng không, bị mất đi bởi các cái hành động, ví dụ bởi các hành động của gì, nước này, các cái tầng đúng không ạ, winds là gió và waves là các cái cơn sóng.
Và đây chúng ta đang dùng từ đó là từ erosion, đó là sự xói mòn. Erosion là sự xói mòn. Và từ cuối cùng, gas ejected from the engine as waste product là các cái khí ra ga mà thải ra từ các cái động cơ, các cái thiết bị đấy, động cơ đúng không? Mà được coi như là những cái chất waste ở đây là dịch là chất thải, đúng không ạ? Và từ cuối cùng chúng ta có đây nó là từ exhaust fumes, exhaust fumes. Alright. Như vậy chúng ta đã có nghĩa của các từ nối với các từ phía trên như này. Các bạn sẽ ghi nhớ để chúng ta sẽ viết vào trong cái tài liệu. Ok. Alright. Tiếp theo chúng ta có phần 2 thì các em sẽ đưa ra định nghĩa của cái gì là cái gì. Đúng không nhỉ? Thì cô giáo sẽ đánh điền vào đây nhá. Môi trường. Môi trường là cái gì ạ? Môi trường là tất cả mọi thứ xung quanh chúng ta, đúng không? Vùng đất chúng ta sinh sống, không khí chúng ta thở và nước chúng ta sử dụng. Như vậy chúng ta sẽ nối với C. Thế nào là chất gây ô nhiễm? Chất gây ô nhiễm đó là gì ạ? Là cái chất, đúng không ạ? Mà làm sao tạo ra cái sự thay đổi về môi trường. Và chúng ta có câu số 2, chúng ta sẽ nối với đáp án G. Câu số 3, trái đất của chúng ta là gì ạ? À, đó là một hành tinh màu xanh, đúng không? Rất là xinh đẹp, nơi đó để chúng ta sinh sống. Câu số 4, role of ozone layer là vai trò của tầng ozone. Ozone nó viết là tắt của từ O3, đúng không? Oh, sorry. Vai trò của tầng ozone trong cái môi trường sống của chúng ta là gì? Thì các bạn thấy môi trường, vai trò của nó là gì? Bảo vệ trái đất của chúng ta khỏi những cái tia UV, đây gọi là tia phóng xạ, tia cực tím. Xin lỗi, nó là tia cực tím của mặt trời, đúng không? Để sẽ nối với nó là đáp án D này. Câu số 5 là fumes, là những cái chất thải, những cái khí mà thải ra đó là gì, đúng không ạ? Mà đó là gì ạ? They are grey toxic gases produced by fire. Nó là những cái khí ga mà làm sao có độc, đúng không? Mà được tạo ra bởi lửa. Đây tức là động cơ đốt và nó tạo ra một cái sức nóng nào đấy. Và trong câu này chúng ta sẽ nối với nó câu số 5, nó là B. Acid rain là mưa acid. Và mưa acid là gì ạ? Mưa acid là cái fumes mixed with the water drop. Water drop là hạt mưa, đúng không? Những cái khí độc hại đó mà bay lên trời này, xong nó kết hợp với những cái hạt mưa, đúng không? Ở trong không khí và tạo ra acid. Và nó chính là đáp án của câu số 6. Nó chọn đáp án là I. Câu số 7 là gì? Bộ phận nào của cơ thể thì rất cần thiết để chúng ta làm gì ạ? To breathe the air. Là chúng ta để thở. Như vậy bộ phận nào các em? Trong các câu còn lại chúng ta có thì chúng ta sẽ có đáp án là gì ạ? Yeah, the mouth, the nose, and of course the lungs. Đó là gì ạ? Miệng này, đúng không? Đó là gì? Nose là mũi và tất nhiên là phổi của chúng ta, đúng không ạ? Như vậy chúng ta sẽ nối với đáp án câu số 7 với đáp án F. F. Câu số 8, what is sickness? Cái việc mà chúng ta làm sao? Ốm là gì? Wow. À, là chúng ta có ngay gặp vấn đề về sức khỏe, đúng không? Chúng ta ví dụ như một số các căn bệnh như là bệnh ung thư, bệnh AIDS, diabetes là bệnh này là bệnh cái lượng đường ở trong máu tăng lên rất là nhiều, là tiểu đường, đúng không ạ? What is a disease? Câu số 8. Nó chỉ vấn đề là về sức khỏe thôi, đúng không ạ? Sickness khác với cả disease. Sickness là vấn đề về sức khỏe như em bị đau đầu, em bị ho thôi, đúng không ạ? Và xin lỗi nha, câu số 7 chúng ta sẽ chọn đáp án là H. Còn câu số 8 thì chúng ta mới có là I, nó là cái bệnh nguy hiểm, các vấn đề về sức khỏe nguy hiểm, tức là bệnh. Còn cái việc ốm thì nó là hắt hơi sổ mũi thôi, đúng không? Câu số 10 nào, pain là đáp án cuối cùng rồi, đúng không ạ? Bởi vì nó rất là dễ để bắt lửa. Ta sẽ nối với đáp án này. Tiếp theo với phần ngữ pháp thì chúng ta đang nói về trong cái phần ngữ pháp của bài số 9 thì các bạn chú ý là chúng ta sẽ học về cái nội dung là mệnh đề chuyển từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp hay còn gọi là câu tường thuật. Thì các em chú ý là nếu như chúng ta có là gì ạ? Nếu như chúng ta có cái động từ, chúng ta có động từ tường thuật mà chia thì quá khứ đơn thì chúng ta sẽ lùi thì thay đổi ngôi của đại từ ngôi thứ nhất, thứ hai sang ngôi thứ ba, và chúng ta sẽ lùi thì là chúng ta thay đổi các cái trạng từ, ví dụ như là now chuyển thành then, ở đây thành ở đó, đúng không? Chúng ta gần về xa, còn xa thì ở điên đấy. Như vậy câu số 1 với cái câu là will này chúng ta sẽ mượn từ nếu câu hỏi không có từ để hỏi thì chúng ta sẽ mượn if for whether, đúng không ạ? Và cái đấy là will thì sẽ chuyển thành would, đúng không? Đó thì chúng ta sẽ chọn đáp án là B. Và các em nhớ khi chuyển từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp thì với cái dạng câu hỏi thì các bạn sẽ phải làm sao ạ?
phải đưa trợ động từ đứng sau chủ ngữ chứ không để trợ động từ đứng trước chủ ngữ như trong câu gốc của chúng ta. Câu số 2, Alice is busy now. Như vậy là động từ tường thuật em thấy chị ở quá khứ đơn, suy ra đây sẽ là ta sẽ lùi thì đúng không ạ? Và ta mượn if thì em thấy là gì ạ? Alice, và câu are you busy là một câu câu hỏi khẳng định đúng không ạ? Và chúng ta sẽ chuyển từ hiện tại đơn thành quá khứ đơn đúng không? Từ now chúng ta chuyển thành then, thì em thấy đáp án A và đáp án D là giống như thế. Tuy nhiên đáp án D chúng ta không chọn bởi vì cái từ wasn't đúng không ạ? Câu là khẳng định thì các em vẫn giữ nguyên cái câu đó là khẳng định mà thôi. Câu số 3, tôi hy vọng rằng chị tôi nói rằng là gì? Chị hy vọng là chúng ta sẽ có một cái kỳ nghỉ, thì chúng ta có một cái chuyến dã ngoại ở trên hồ. Như vậy, động từ set chia quá khứ đơn, chúng ta sẽ lùi thì. Và câu này là câu khẳng định, thì chúng ta sẽ có gạch chân vào từ I, từ hope, từ we và từ shall, là các từ mà các em sẽ thay đổi. Như vậy sẽ thay đổi như thế nào? Chúng ta có từ hiện tại đơn thì sẽ lùi về quá khứ đơn, và tương lai thì sẽ lùi về tương lai trong quá khứ. Như vậy hope thì sẽ thêm đuôi ed đúng không, và shall thì nó chuyển thành would, alright, bởi vì chủ ngữ trong trường hợp này chúng ta chuyển thành they chứ không phải là we nữa, đúng không nhỉ? Như vậy câu số 3 đáp án của chúng ta sẽ là C. Câu số 4, Jim và Julia thì đã ở cái nhà hàng đó cả một tiếng đồng hồ và họ vẫn chưa được phục vụ. Và Julia nói lên một cách tức giận rằng, bạn đã nói, em đã nói là đây là một nơi làm sao? Một cái địa điểm rất là gì ạ? Một cái địa điểm rất là tốt đấy, đúng không? Thì you said, thì chúng ta có là said động từ chia quá khứ đơn, nó sẽ chuyển nó thành gì? It was, lùi thì đúng không ạ? It is a good place, sẽ chuyển thành it was a good place. Alright. Câu số 5 chúng ta có như sau. Did you work for that factory 3 years ago? Như vậy chúng ta sẽ lùi từ did you work và chúng ta có từ ago. Okay, ago là một từ chia quá khứ đơn thì nó chuyển thành before. Did you go là quá khứ đơn thì sẽ lùi về quá khứ hoàn thành, đúng không ạ? Ngôi thứ 2 thì chuyển thành ngôi thứ 3. Như vậy chúng ta sẽ chọn đáp án của câu số 5 là gì ạ? If she, hiện tại quá khứ đơn lùi về quá khứ hoàn thành đây đúng không em? Quá khứ hoàn thành này. Như vậy và chỉ có cái từ before là từ đã được lùi thì, như vậy chúng ta sẽ chọn câu số 5 đó là B. Với câu số 6, chúng ta có như sau. She said she for ages. Từ for là dấu hiệu nhận biết của thì hoàn thành. Và các em thấy động từ này chỉ ở quá khứ đơn, như vậy chắc chắn chúng ta không dùng thì hiện tại hoàn thành được. Và hiện tại hoàn thành sẽ phải lùi thành quá khứ hoàn thành, và chúng ta sẽ chọn câu số 6, đáp án sẽ là B. Với câu số 7, chúng ta sẽ gạch chân một số từ chúng ta thay đổi đúng không? Did anybody call? Và this thì sẽ chuyển thành that. Ok. Như vậy, did anybody call là quá khứ đơn thì sẽ lùi về quá khứ hoàn thành. This thì sẽ lùi thành that. Và với tương ứng với các tiêu chí đó thì chúng ta sẽ chọn câu số 7. Đáp án là gì các em? Đáp án sẽ là B. Chúng ta nhớ là anybody thì sẽ dùng trong câu phủ định và câu nghi vấn. Và khi mà chuyển thành câu khẳng định thì chúng ta sẽ có đó là từ somebody. Alright. If somebody had called that morning. Alright. Câu số 8 chúng ta có là Tom, hãy đọc cuốn truyện này đi. Đúng không ạ? Đọc sách rất là tốt. Teachers ask Tom. Câu số 8 chúng ta sẽ có như thế nào? Ask somebody to do something là bảo ai làm gì đó. Và các em nhìn thấy đây là một cái câu gì ạ? Câu gọi là request, một câu yêu cầu đúng không? Chứ nói phúc hơi, đây không phải là câu mệnh lệnh đúng không ạ? Please, không phải là câu mệnh lệnh đúng không? Em hãy làm cái gì đấy. Thì câu mệnh lệnh thì em sử dụng động từ theo sau cấu trúc của nó là nguyên thể. Nghĩa của cái động từ đấy nó đã thể hiện là ask somebody to do something, order somebody to do something, tell somebody to do something, etc. Tiếp theo, chúng ta có từ I, từ met and him là ngôi thứ ba rồi thì ta vẫn giữ nguyên đúng không? Em cứ nhớ ngôi thứ nhất, ngôi thứ hai thì sẽ lùi về ngôi thứ ba đúng không ạ? Và chúng ta có 1950 thì thời điểm cố định là như vậy rồi thì chúng ta sẽ lùi về quá khứ đơn thì sẽ lùi về quá khứ hoàn thành đúng không? I thì chuyển thành he, anh ấy nói rằng tôi đã gặp anh ấy năm 1950. Như vậy anh ấy nói rằng là gì? Anh ấy đã gặp anh ta đúng không? Một người khác nữa vào năm 1950, và chúng ta sẽ có đáp án quá khứ đơn thì sẽ lùi về quá khứ hoàn thành đúng không ạ? Và câu B chúng ta không chọn bởi vì đây là cấu trúc câu bị động. Nhưng chúng ta không yêu với cái câu trực tiếp sang câu gián tiếp, không yêu cầu các em chuyển từ câu chủ động sang câu bị động, mà các em chỉ cần lùi thì đúng, lùi đại từ đúng và lùi cái từ chỉ từ một số cái từ chỉ thời gian và nơi chốn chính xác là được đúng không ạ? Và đáp án của câu này sẽ là đáp án D. Câu số 10 trên hỏi boss là gì? What did you buy yesterday? Hôm qua bạn mua gì đấy? Và did you buy sẽ đổi đúng không? Yesterday sẽ chuyển thành the day before.
All right. Còn the next day thì là từ tomorrow. Và did you buy là quá khứ đơn thì sẽ lùi về quá khứ hoàn thành. Thì ra chúng ta sẽ chọn câu số 10 là đáp án C. Được chưa ạ? Thì cô giáo sẽ chữa bài tập này của các bạn đến cái phần như thế này. Và hy vọng là các em sẽ quan sát cái bài nào này thật là kỹ và các bạn có cái phần chiêm nghiệm cho chính bản thân mình. Các bạn nhận diện ra được cái câu, cái phần chúng ta làm để các em ôn tập thật là tốt nhất nhé. Thank you very much and see you in the next video.